Xin chào anh chị và các bạn, rất vui lại được gặp mọi người trong bài video review về thị trường hôm nay của Finanshark, và mình là Châu Phạm. Nhìn về điều kiện thị trường thì bình thường mình có chuẩn bị một cái slide rất là chỉnh chu về vận động của thị trường, nhưng mà thật ra là đến thời điểm này mình cho rằng là chúng ta nên có một ít cái những cái vận động mang tính là gọi là feeling đúng không ạ, gọi là những cái mang tính là chủ quan hơn, cảm giác hơn là chúng ta nói về những cái dữ liệu về mặt thông số. Thế thì khởi đầu của một cái thời điểm của tháng 7, thì tháng 7 thì thường là trong những thời điểm mà trước đây ấy, thì luôn có một cái một luôn luôn có một cái thống kê cho rằng là những cái tháng 7 của mọi năm thì nó thường là thị trường có chỉ số tăng. Cái lý do vì sao mà thống kê tháng 7 hàng năm nó lại có những cái chỉ số tăng như vậy, ví dụ như là tháng 7 ở đây thì thị trường lập được cái vùng đỉnh mới của năm 2018, là cái năm mà chúng ta có chiến tranh về thương mại giữa Donald Trump với lại Trung Quốc. Tiếp sang năm 2019 thì thời điểm của tháng 7 tháng 8 thời điểm tháng 7 tháng 8 là chúng ta bắt đầu có một cái nhịp tăng. Tháng 7 tháng 8 là chúng ta có tháng 7 là tăng này, sau tháng 8 là chỉnh giảm, và cuối cùng là tăng từ tháng 9 cho đến cuối năm của năm 2020 trước khi mà bị Covid-19. Thì sau giai đoạn của 2020 cho đến giai đoạn của 2022 thì chúng ta cơ bản là đang có một câu chuyện là dòng tiền rẻ, như vậy thì vận động của chỉ số nó cũng không không cảm giác là quá phức tạp, là chỉ có tăng thôi. Còn thời điểm của năm review là năm 2022, thì trong tháng 7 của năm 2022 chúng ta có một nhịp tăng rất là mạnh, và đó là cái tháng 7 mà mình nhớ mãi, bởi vì là nếu mà trường hợp anh chị mà đu tại vùng đỉnh của giá tại thời điểm của tháng 6, khoảng ngày 5 ngày 6 tháng 6 năm 2022 thì bước sang của ngày 1 còn là đầu năm 2022 thì bước sang tháng 7 chúng ta gần như là có kỳ vọng là giá phục hồi tạo mô hình hai đáy. Nếu mà chúng ta nhớ, mình nhớ thời điểm đấy là chúng ta hay rất là kể câu chuyện của mô hình hai đáy. Thế thì bây giờ cái vận động của chỉ số hiện tại trong tháng 7 thì nó đang vẫn đang một trong xu hướng tăng. Tháng 7 thì nó có những câu chuyện gì? Đầu tiên là chúng ta nhìn vào cái kỳ vọng về tăng trưởng lãi suất của Fed. Nhìn chung thì trong cái câu chuyện mà tăng lãi suất từ Fed thì thời điểm tháng 7 không phải là thời điểm mà thường là Fed không có câu chuyện tăng lãi suất, nhưng mà đến cái công bố thông tin gần nhất ấy, thì cũng có thể thấy là khả năng Fed sẽ tăng lãi từ 5 chấm, hiện tại là 5.25, và sẽ có nhịp kéo lên khoảng 5.25 đến 5.5, tức là tăng 0.25%. Thì chúng ta nhìn lại về cái đồ thị về cái gọi là dot plot của Fed ấy, thì nó cũng vẫn là nằm ở trong một cái kịch bản gọi là kiểm soát thôi, bởi vì là cái mà vùng vùng mục tiêu cao nhất ấy, thì nó rơi là cái vùng của 5.5 chứ không phải là nó cái vùng của chứ không phải là nó vùng của 5.25. Thì do vậy thì cái việc mà Fed tăng lãi ở trong cái vùng 5.5 này này thì nó có sự đồng thuận rất là lớn, và gần như là nó sẽ chính xác là sẽ có. Thế còn bây giờ nếu như kịch bản của thị trường mà nó lên trên 5.5, 5.25, 5.5 thì lúc này mới cảm thấy là cực kỳ phức tạp. Tức là Fed đang tăng lãi mạnh hơn cả dự báo. Thế còn bây giờ thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn gọi là đã đạt được đến cái vùng mục tiêu chính rồi, là mục tiêu về lãi suất từ Fed. Qua đó thì mình cho rằng là vận động của thị trường xét về cái mặt vĩ mô ấy thì nó vẫn nằm ở trong tất cả kịch bản mà chúng ta đưa ra, không quá đáng ngại. Đó. Thế còn với nhìn về cái thứ hai là nhìn về những cái tài sản và mang tính rủi ro khác, thì ở đây mình có bản đồ tăng trưởng dòng vốn từ phía Finanzas, thì các bạn bên đấy cũng đưa cho mình một cái dữ liệu khá là hay, nó cũng thể hiện ra được cái bản chất và bài toán của việc mà tăng lãi hay giảm lãi. Thì nhìn vào bản đồ tăng trưởng dòng vốn ấy, thì anh chị sẽ thấy là cái dòng tiền hiện tại là nó đang tập trung vào những cái tài sản là Bitcoin, về dầu và cổ phiếu, và nó giảm với vàng cũng như là giảm với đô. Thì cụ thể giảm với vàng, giảm với đô như thế nào, chúng ta sẽ cùng quay sang một tí. Đầu tiên là chỉ số về đô đúng không ạ, USDX, ra là chúng ta có USD Index. Thì cái này cũng đấy, why là USDX thì như nhau, nhưng mà nếu anh chị nhìn thấy cái vận động của thị trường và đặc biệt là đồng đô ở trong giai đoạn của ngày cuối tuần ấy, chúng ta sẽ thấy rõ là cái vận động của tháng 7 này, thì ở trong cái thời điểm của hôm thứ sáu ấy là đô nó giảm rất là mạnh từ cái vùng của 103 và là 102. Thì những cái động thái này nó giúp cho cái việc là khẳng định một câu chuyện, đó là dòng tiền hiện tại là nó đang chuyển dịch từ đô và nó đang bơm sang coin hay là đang bơm sang cổ phiếu. Cái đường đi của dòng tiền nó kiểu như thế này, sang Bitcoin, sang cổ phiếu. Đó là những cái mà chúng ta sẽ quan sát được ngay. Còn nếu mà anh chị muốn quan sát chi tiết hơn, chúng ta sẽ dùng ngay cái bản đồ dòng vốn ở đây.
đây là phải đăng nhập đúng không ạ, đăng nhập lại tài khoản. Và chúng ta sẽ quan sát được ngay cái bản đồ dòng vốn tại cái khu vực của, ví dụ như bên phía toàn cầu đi, thì đây chúng ta có chỉ số index và chỉ số của commodity. Với đây chúng ta sẽ cùng nhìn vào toàn cầu trước, thì toàn cầu anh chị sẽ thấy là ví dụ như là đồng đô này đang có hiện tượng hồi phục ở trong một cái vùng quan sát, đó là từ cái thời điểm của tháng tháng 5 đến bây giờ thì chúng ta đang có một cái vùng đỉnh đáy cao hơn. Nhưng mà hiện tại thì cái dấu hiệu hồi phục này nó đang ở cái vùng gọi là đang duy trì và kỳ vọng là sẽ lãi suất sẽ kéo tăng, thì nó sẽ khiến cho đồng đô tăng lên. Nhưng cái việc mà tăng của đồng đô trong giai đoạn hồi phục đến bây giờ thì rõ ràng là nó không có quá nhiều. Trong khi đó thì chúng ta có vận động từ các cái chỉ số mang tính là chứng khoán ấy, thì cũng đang ở trong cái vùng đỉnh, tức là đây là vùng dẫn dắt nhé, vùng dẫn dắt là cái vùng yên ngựa này, cái vùng chữ L này, đây là vùng dẫn dắt. Thế thì bây giờ chúng ta đang có được khoảng các cái chỉ số ở đây, còn cái chỉ số của SP500 thì đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Mình nhìn vào khái quát bao quát là trong tháng 7 thì nó sẽ tăng, nhưng mà chúng ta nhìn lại về chỉ số SP500 trong cái thời điểm hiện tại đi, thì anh chị sẽ thấy là thực ra là SP500 nó đang có một cái vùng gọi là lốc gáp tăng lên ngày hôm thứ sáu và sau đó là kéo giảm xuống đúng không? Thì nó là như thế nào thì chúng ta sẽ dịch ra câu chuyện ở đây là cái việc mà chỉ số nó đã tăng trong thời điểm của tháng 6 đầu, đặc biệt là những giai đoạn của đầu tháng ấy, thì nó tăng lên ở cái vùng đã đến cái vùng ở đầu trung bình giá, nếu mà xét về mặt kỹ thuật ở đây. Đến thời điểm này thì mình cho rằng là chúng ta nên nhìn nhận sâu hơn về mặt kỹ thuật, bởi vì là chúng ta đang có vận động của dòng tiền trước khi mà đến kết quả kinh doanh của quý 2. Thì kết quả kinh doanh của quý 2 cũng đang có sự tổng kết rồi, nhưng mà hiện tại là anh chị sẽ thấy là đây là cái nền giá, và khi mà chỉ số SP500 nó ở trong cái vùng giá này thì chắc chắn một điều là những cái nguyên một cái vùng rộng lớn ở đây này, vùng thanh khoản rộng lớn ở đây thì nó sẽ có lý do và nó sẽ hành động là nó bán trong khu vực này. Có hai lý do về mặt ngắn hạn, đó là hiện tại là chỉ số giá là tạo vùng gap và sau đó là nó cái yếu tố điều chỉnh. Nhưng mà một cái lý do thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng hơn đấy, đó là cái việc mà kỳ vọng về đồng đô sẽ lãi suất sẽ tăng lên ở trong tháng 7, nó cũng là cái cơ sở để cho chúng ta cho rằng là những cái việc mà chốt lãi đầu tháng là chuyện nên có. Và một lý do thứ ba liên quan đến phần kỹ thuật nữa, anh chị sẽ thấy là hiện tại là kỹ thuật ở trong cái chỉ số RSI ấy, đã đang bắt đầu là hướng xuống và đang va đập ở phía dưới này. Nhìn vào cái việc vận động của chỉ số chỉ số index đi, thì cũng có thể thấy là hiện tại ở trong tất cả các cái chỉ số chứng khoán mang tính dẫn dắt và cũng có xu hướng toàn cầu ấy, thì hiện tại nó cũng đang có tín hiệu là đang giảm nhiệt ở đây, điều chỉnh giảm xuống. Thì những cái động thái này nó sẽ khiến cho cái việc mà dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán nó cũng sẽ có sự điều tiết, chứ cũng không hẳn là nó sẽ một cách mạnh mẽ và nó giải đều, mà nó cũng sẽ phải có sự điều tiết ở trong cái tình huống này. Thế thì cái sự điều tiết ở trong tình huống này nó sẽ đến như thế nào? Thì mình đặt ra một kịch bản, đó là với nhìn vào kịch bản của thị trường toàn cầu đi, thì chúng ta cũng sẽ cần có sự điều chỉnh. Thực ra là anh chị cũng có thể nhìn trong đây là đủ nắm được câu chuyện là thị trường đang chuẩn bị điều chỉnh đúng không ạ? Nó sẽ theo một cái tính chu kỳ, đó là từ suy yếu hồi phục tăng trưởng và dẫn dắt, và quay lại cái vùng suy yếu. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải có sự điều chỉnh rung lắc ở trong giai đoạn của đầu tháng. Thì đây cũng là lý do mà khiến cho việc mà trong cái thời điểm gần đây ấy, thì mình vẫn có chia sẻ trong room tư vấn, đó là chúng ta nên có sự cẩn trọng. Cẩn trọng ví dụ như là với chỉ số chứng khoán trong nước đi, chúng ta phải cẩn trọng như thế nào? Thì ở đây có hai ý. Ý đầu tiên là nhìn vào chỉ số chứng khoán ấy, thì cái việc mà chỉ số nó tăng ngày hôm thứ sáu nhưng lại không đi cùng một yếu tố thanh khoản tăng, thì đây nó sẽ chưa phải là thật sự là một cái động thái là kéo theo chỉ số giá tăng đâu. Và đó là cái điều mà mình cho rằng là mặc dù là thị trường đang có sự hồi phục rất là ổn định, nhưng mà chúng ta đang có một tín hiệu là phân kỳ âm với cái đà tăng của chỉ số giá. Và nói cách khác là hiện tại là cái tính chất của cái chỉ số này nó tăng. Cái tính chất của chỉ số giá này nó tăng, nhưng nó lại bị một cái, đó là cái đà tăng này nó lại không có cái thanh khoản tham gia, và nó đang là ở một yếu tố là bị kéo bởi những cái chỉ số của nhóm cổ phiếu lớn, ví dụ như cổ phiếu ngân hàng hay là cổ phiếu bất động sản. Thì đây cũng sẽ là những cái mà bản thân mình cho rằng là chúng ta sẽ chưa chưa thật sự là có
được một cái kỳ vọng lớn đâu. Với ví dụ như hai chỉ số này, ví dụ như chúng ta xem thử qua nhóm cổ phiếu ngân hàng này, thì ngân hàng hôm thứ sáu vừa rồi là kéo tăng rất là ổn định đúng không ạ? Và đây là một cái ở đây là một cái động thái nó cho thấy là đang có cái sự níu giữ về chỉ số. Đây, đó là với cái cổ phiếu ngân, với lại đây là cái nhóm về cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một nhóm cổ phiếu bất động sản nữa. Thì bất động sản thì trong ngày hôm thứ sáu thì là bất động sản giảm. Thì ở đây nó cũng là một cái mà khiến cho mình không cảm thấy là có sự tự tin với vận động trong thời điểm này. Thì đây là cái mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vận động chung cho thị trường. Những cái cổ phiếu bất động sản mình cho rằng đi, ví dụ như là cổ Novaland chẳng hạn. Novaland chẳng hạn thì Novaland nó cũng không phải là một cái đà tăng, hay là cái nhóm dòng Vin ấy, bao gồm là VIX này. VIX thì đã gần như là giảm về cái vùng đáy rồi. Hay là chúng ta có VHM. Chúng ta có VHM thì nó cũng ở trong một cái tình huống là đang bị điều chỉnh giảm, trong khi đó là những cái cổ phiếu ngân hàng ví dụ như là VCB. Thì VCB nó là cái cổ phiếu mà kéo tăng mạnh hôm cuối thứ sáu. Hay là chúng ta có thêm những cổ phiếu STB này cũng đang có nhịp tăng phục hồi, hay là TCB, hay là với cổ BID nữa thì cũng đều có một tín hiệu cho rằng là đang tích lũy nền, thậm chí là có phân kỳ dương để có thể là cho chỉ số này có thể kéo tăng được. Thì với những cái động thái như thế này, vận động chỉ số như thế này thì mình cho rằng chúng ta chưa thật sự là có được cái đà tăng một cách là vững chãi đâu, mà nó đang ở trong một cái tình huống là nó đang cần phải có thêm cái mức hỗ trợ và tham gia từ các nhóm cổ phiếu lớn. Thì hôm nay chúng ta có một bài toán nhìn nhận thuần về mặt kỹ thuật và mặt dòng tiền, bởi vì là tháng 7 thì chúng ta đang đợi một cái báo cáo kết quả kinh doanh của trong thời điểm của giữa tháng. Do vậy thì mình tốt nhất là chúng ta đang kỳ vọng ở trong một thời điểm của tầm giữa tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu nói về câu chuyện cơ bản nhiều hơn. Thì đây là cái mà mình nhìn nhận về vận động của chỉ số cũng như là kỳ vọng tích lũy ở trong giai đoạn sắp đến. Đó là cái với VN Index và với VN30 cũng như là với các chỉ số giá. Thì với chỉ số của vận động của dòng tiền nói chung ấy, mình cũng có thể là chúng ta quan sát ở đây được, ví dụ như là chỉ số của thị trường Việt Nam đi. Các chị sẽ thấy là hầu hết các cái nhóm ngành ấy nó đang ở trong tích lũy là cái vùng gọi là tăng trưởng và dẫn dắt ở trong khu vực này. Thì ở đây là một tín hiệu rất tốt, có thể cho thấy là hiện tại là thị trường đang dồn dập ở trong cái phần phần tăng trưởng và dẫn dắt nhiều hơn. Và đây cũng là lý do tại sao mọi những cái dòng tiền mới bắt đầu hào hứng tham gia vào điều kiện thị trường lần này. Và trong khi đó là những cái nhóm ngành như ngân hàng này là nó đang có cái nhịp tăng, hay là những cái cổ phiếu ngân hàng đang có nhịp kéo tăng rất là tốt. Đó, ví dụ là STB này, cổ phiếu mình có khuyến nghị liên tiếp trong vòng vài tháng trở lại đây, hay là cổ phiếu có cả cổ phiếu STG một trong Big Four, Vietinbank đúng không ạ? Chúng ta có CTG nữa thì cũng có một cái nhịp tăng rất là mạnh, mặc dù là thanh khoản của CTG không không đảm bảo để cho cái nhịp tăng này nó có một cái mức độ vững chắc nhất định, nhưng dù sao nữa thì chúng ta cũng thấy rõ là CTG hiện tại là đều mang được cái cảm giác khá là yên tâm cho dòng tiền tham gia. Hay là chúng ta sẽ thử có cổ phiếu nào nữa, chúng ta có thêm SHB đúng không? SHB là cổ phiếu ngân hàng nhỏ, thì SHB nó cũng nằm ở trong cái vùng tăng trưởng và cũng là trong một cái channel tăng giá. Đó. Thì như vậy thì những cái cổ phiếu ngân hàng cũng là một cái tiêu chí để chúng ta tiếp tục là dồn vào cái mức độ quan tâm ở trong phiên giao dịch của tuần sau. Ngoài ra thì anh chị có thể quan sát thêm một số các cổ phiếu nhóm tài nguyên cơ bản nữa. Đặc biệt là mình có khuyến nghị rất là cụ thể về cổ phiếu của HPG. Trong cái trường hợp cổ phiếu HPG ấy, đây là với cổ của HPG này. Thì trong cái trường hợp của HPG này nó đang có một cái nhịp tăng rất là ổn. Mặc dù là bây giờ mua mới thì nó lại rất là khó. Ví dụ như chúng ta mua HPG từ giai đoạn giá nền đi, cứ giải ngân thì hiện tại là đang lãi khoảng gần 50% rồi, thì nó vẫn còn đà tăng, không phải không có, nhưng đơn giản là chúng ta cần nắm giữ thay vì là chúng ta mua mới. Nhưng mà với một số cổ phiếu nhất định, ví dụ như là NKG ấy, anh chị có thể quan sát thêm cổ phiếu này. Và đây là mình cho rằng là về nhóm tài nguyên ấy, thì nó đang có tín hiệu rất là tốt. Mình cho rằng là NKG đang nằm khu vực này, này. Còn một cái cổ nữa là cổ KSB là khoáng sản Bình Dương ấy, thì nó cũng có một cái gọi là đà tăng mang tính là khởi động, gọi là tạo đà đúng không ạ, là thanh khoản của KSB và câu chuyện là mạnh nhất từ từ cái lịch sử giao dịch của KSB đến bây giờ, 10 triệu đơn vị trong phiên mà công bố.
Thế thì bây giờ nó cũng đang lên ở mức là 33 và kỳ vọng là lên mức cao hơn nữa. Đó là với KSP, thì còn rất nhiều cổ phiếu mà chúng ta có thể kỳ vọng và cân nhắc vào trong lúc này. Đó là với cái chiến lược giao dịch về thị trường của phái xin lỗi của thị trường cơ sở. Tiếp tục là mình nói về câu chuyện của thị trường phái sinh. Thế thì với phái sinh thì ngày quan điểm của mình ấy, là trong thời điểm này chúng ta nhìn về VN30 F1M thì nó ở trong một cái tình huống gọi là đi ngang thôi. Còn cái điểm nhấn quan trọng nhất đó là thanh khoản. Thì cái thanh khoản của phái sinh VN50 F1M hiện tại là nó đang khá là thấp, và cũng có thể thấy là tiền hiện tại là đang dồn hết sang cơ sở rồi. Thì do vậy thì phái sinh, cái việc mà quan trọng nhất của phái sinh đó là nó sẽ phải follow, nó sẽ phải tham gia cùng với vận động của thị trường cơ sở trong lúc này. Tuy nhiên là cái việc mà một cái thanh khoản ít cũng như là việc một cái hợp đồng giao dịch nó sẽ tác động chỉ số mạnh hơn, thì nó sẽ khiến cho cái câu chuyện tiếp theo đó là cái biến động rủi ro mà giao dịch của phái sinh nó cũng sẽ nhiều hơn. Thì đây là lý do tại sao mà thời điểm gần đây thì việc giao dịch với phái sinh nó không không dễ dàng. Nếu mà chúng ta nắm giữ vị thế thì cũng chưa hẳn là có lãi, nhưng mà nếu mà chúng ta mà thực hiện phiên giao dịch long short thì kiểu gì cũng sẽ bị lỗ. Bởi vì là nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị ngắn hạn ấy, anh chị sẽ thấy là cái biến động giá ấy, nó ở trong một cái channel giảm và trong một cái xu hướng tăng. Thế thì cái việc mà mở cái vị thế long ấy, thì không lỗ nhiều, nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho việc chúng ta bị thiếu định hướng. Và cái mà mình đang để ở đây ấy, là hiện tại là cái vùng channel giảm, gọi là channel giảm, xu hướng giảm hiện tại này nó đang bị bẻ hướng rồi và đang ở trong một cái xu hướng tăng nhất định. Thì ở đây nó có hai cái yếu tố mà mình đánh giá là chúng ta có thể quan sát thêm. Đầu tiên là ở trong cái vùng nền của MACD thì có một cái định hướng là vùng nền đang có phân kỳ dương, và nếu mà phân kỳ dương ở trong một channel giảm ấy, thì nó sẽ kỳ vọng là bứt khỏi cái vùng vùng cản này và bứt lên cái vùng mà mục tiêu mà mình có khuyến nghị trong room một thời gian dài, đó là 1140. Thì đây nó cũng sẽ là cái điểm mà mình nghĩ là chúng ta nên quan sát thêm, một cái chiến lược giao dịch nó cũng sẽ follow, tức là nó cũng sẽ theo sau câu chuyện của VN30. Đó là khi mà VN30 mà đang ở trong một xu hướng tăng ấy, thì cái việc của phái sinh nó cũng sẽ có xu hướng tăng, không phải là xu hướng giảm, nhưng mà cái việc mà chúng ta nên thực hiện như thế nào thì nó mới là điều quan trọng. Thế bây giờ chúng ta giao dịch phái sinh sẽ như thế nào, thì mình cho rằng là việc mà có hai cái chiến lược, hai phương án chúng ta thể giao dịch được. Một là nếu mà trường hợp giá bứt phá luôn cái vùng của 1125, chúng ta thể mua và kỳ vọng lên vùng 1140 trong tuần sau. Còn nếu mà trường hợp chúng ta an toàn hơn ấy, thì chúng ta có thể đợi test lại cái vùng của 1125 này. Nếu trường hợp mà nó điều chỉnh giảm thì chúng ta sẽ thực hiện mua tại cái vùng thấp hơn là 1115 và chúng ta sẽ kéo lên tại vùng này. Với cả là mình cho rằng chúng ta cũng đã bắt đầu có một số tín hiệu nhất định cho thấy histogram đang tăng lên trở lại rồi. Thì đây cũng là cái điểm nhấn mình đánh giá là cũng khá phù hợp cho phiên giao dịch của thị trường sắp đến. Ngoài ra thì anh chị có thể quan sát thêm về mặt tín hiệu. Thì tín hiệu với VN30, VN30 1M thì mình có để thấy là bên AI của các bạn bên Vinashark cũng đang có một cái khuyến nghị là khuyến nghị bán. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại khuyến nghị bán của bạn ấy khuyến nghị như thế nào. Thì ở cái vùng giá của vùng 1.000, 1.115, 1.116, tức là trong trường hợp mà nó bị thủng ở cái vùng này thì bán và kỳ vọng về mức là 1.102, 1.116 là khu vực ở đây, thì cũng tương đối là hợp lý. Ở trong phỏng đoán là một cái channel tăng đúng không ạ? AI phỏng đoán là channel tăng. Thế thì nó về cái vùng của 1.106, 1.105 ở đây tương đối là hợp lý. Thì chúng ta cũng có thể chiến lược giao dịch như vậy, nhưng mà mình cho rằng là cũng tùy vào cái việc mà chấp nhận rủi ro. Đấy thì hiện tại thì việc mà giao dịch mà về short ở vùng này là khá hợp lý đấy. Mình cho rằng là trong một channel giảm thì có thể short được. Nhưng mà với quan điểm của mình cho rằng là thay vì short thì chúng ta đợi long, và đợi long ở vùng vùng giá thấp hơn thì thế này là nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Ok, đây là một số nhìn nhận và đánh giá ở trong cái bài video review nhanh thị trường trong tuần sau. Và cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi. Rất mong cả nhà sẽ like, share và subscribe cái video nhé. Đây là động viên dành cho anh em trong đội ngũ của Finasat, và cũng rất mong và cũng xin chúc tất cả anh chị các bạn có một tuần giao dịch thật sự là hiệu quả và thuận lợi ạ. Xin chào và hẹn tạm biệt.